Không lấy có toàn cảnh được đâu, có quay không? ba cái đấy đấy, không biết bấm vào ba cái hình đấy à. Rồi, ok. Đẹp. Mà anh mẹ ở nhà này ở trong chưa xây xong nhỉ? Ở trong. Chung anh nhà này đẹp không? Đúng Nhiều rồi. hoa quá, trông nặng nề. Trông Thua nặng xa nề. nhà ông Dậu thiết kế nha. Nhà Chung anh nhỉ? Hả? Thua xa nhà mình nhỉ? Đây là nhà ai đây? Đây nhà người ta. Ông Đắp Dậu cái ghế thế đắp nặng nề quá. Cái màu này trông đẹp phết. Nhìn như đất đi. đá Nhìn như đá. Cảnh quan mà có cây cây thông này trồng vào trông đẹp thật anh ạ. Nhìn lá của nó quá đẹp luôn. nó cây xấu rồi cây xấu lạ xấu mà đúng chạm Cây lạ xấu. Đẹp mà đấy. mẹ ơi gì mà đỡ là gì Cây xấu hổ đấy, trông sang cái nhà cái nhẹ nhàng hẳn nhưng mà cây trông cũng xấu không đẹp. Ai nói đấy? Ô có qua thông rồi. Đừng dừng lại để mẹ nhặt mấy quả thông. Nào, đi xuống, đi xuống. Nhặt thế vẫn là nhiều rồi. Được có mấy quả mà anh? Thế 7 quả. thôi, ba bốn quả, bảy Có bảy quả một đĩa. hai quả kia tròn. Hai quả thông. Đấy, cái nhà này trông còn đẹp hơn.